Do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài hơn 4 giờ vào chiều ngày hôm qua khiến một số khu vực tại xã Đà Sa, huyện Lạc Dương bị sạt lở đất, gây thiệt hại đến sản xuất và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân tại địa phương. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Theo các nhân chứng tại hiện trường, vào khoảng 14 giờ trời bắt đầu mưa. Sau đó nước lũ từ trên đồi cuốn về nhiều, khiến tại khu vực bãi ruộng xã Đà Sa, huyện Lạc Dương đất bắt đầu sạt lở. Khoảng 18 giờ, lượng đất đổ về ngày càng nhiều. Diện tích đất đồi sạt lở ước dài 400 mét. Theo thống kê của người dân, sạt lở đất đã khiến 6 hộ dân tại khu vực này mất hơn 5 sào đất sản xuất. Ngoài ra, một số cây thông bị bật gốc, đổ ập vào nhà kính, làm một phần nhà kính hỏng nặng, không còn khả năng khắc phục. Lượng đất đá đổ xuống đã lấp hết con đường, khiến người dân lưu thông rất khó khăn. Đặc biệt, đây không phải là lần đầu tại khu vực này bị sạt lở. Trước đó, hàng năm vào mùa mưa tại đây, đất đồi đều sạt lở, nhưng hậu quả không nặng như đợt mưa gây sạt lở vào chiều qua. Chiều hướng của người nông dân chúng tôi là muốn làm sao xã huyện có một cái đề án nào đó, phương án nào đó để giúp người nông dân chúng tôi bươn chải lại những bờ cao chống sạt lở và cho người dân chúng tôi hạ thêm những cây thông, nó chuẩn bị là thêm một trận mưa nữa đổ ngã xuống vườn để gây thiệt hại thêm cho người dân chúng tôi. Và nói chung là trước đây cái tình hình cái khu vực này á, là ngày xưa là nó không có cái tình trạng mà sạt lở này. Có mưa may mưa thì nó không có. Công ty Hòa Nam á, nó lại về nó đóng ở đây, nó làm cái khu du lịch sinh thái. Nó đóng ở trên đầu vườn tôi. Là đêm là nó cho máy ủi xuống tiếp. Trong thời gian nó ủi xuống là nó sẽ phá tiếp. Những cái khu vực này là toàn bộ là đất dại hết. Mưa hàng năm là nó sụp, nó trôi xuống vườn tôi. Nó cũng có nhiều lần tôi làm đơn. Rồi huyện lại mời bên công ty về lại. Vậy là làm về công ty về lại là công ty đã chứng kiến là vườn tôi là tàn phá hết. Nên là công ty là nói là thôi bây giờ là công ty sẽ chấp nhận sang ủi lại mặt bằng cho tôi. Nhưng mà chờ năm này qua năm nọ là công ty không làm và công ty bỏ đi luôn. Thì chúng tôi phải bỏ tiền, anh em tôi gia đình tôi bỏ tiền ra sang ủi lại làm. Rồi làm xong lên thì trên này đất nó trụt xuống, nó phá luôn cái giàn này của tôi lần thứ nhất. Thì gia đình tôi là bỏ tiền ra làm lại rồi. Nên hôm nay cây mưa ngày hôm qua nó lại tàn phá thêm nữa đó, ngó ngúng rồi là nó đập xuống nó phá hết xung quanh đường xá đây, là anh em tôi là thiệt hại rất lớn. Thì cũng là mong sao tất cả các ban ngành cũng như huyện và kiểm lâm rồi là bên lâm nghiệp là tạo điều kiện để cho anh em tôi để dùng máy móc để sửa sang đường xá đồ lại, và những cái ngó mà nó treo leo đó, nó nằm đó, nó đang chờ những cái mưa khác nó đưa xuống để nó thiệt hại thêm vườn của anh em chúng tôi nữa. Đó thì cũng mong sao tất cả các ban ngành có điều kiện giúp đỡ để cho anh em tôi là từ bỏ tiền ra khắc phục lại những con đường và những cái chỗ mà nguy hiểm là anh em tôi sẽ làm lại. Tình trạng sạt lở trên diễn ra đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khắc phục, khiến người dân luôn thấp thỏm lo lắng về sự an toàn tính mạng và tài sản của mình. Cái trước mắt là cái hộ dân phải làm cái đơn lên ủy ban nhân dân xã để ủy ban nhân dân xã có cơ sở để trình lên cái cấp có thẩm quyền để sớm cái khắc phục cái đường mương cho bà con, để cái thứ nhất là cái khắc phục cái hậu quả mà cái thiệt hại của bà con tại hiện trường. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mấy ngày nay liên tục có mưa lớn gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong tình trạng thời tiết như hiện nay, người dân tại Lạc Dương nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung cần thường xuyên quan sát, theo dõi thời tiết quanh khu vực sinh sống để kịp thời ứng phó khi mưa bão xảy ra, tránh thiệt hại về người và của. Ngoài ra, các ngành chức năng, các cấp chính quyền cần phải tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng tránh và hỗ trợ khắc phục hậu quả khi mưa lũ. Nếu có dịp ghé thăm ngôi nhà nhỏ của Trang, chúng ta sẽ ngỡ ngàng như lạc vào một rừng hoa, bởi nơi đâu cũng đều thấy hoa được trưng bày. Có lẽ vì thế nên bạn bè truyền cho nhau, và thế là vào đầu năm 2016, nhiều người biết và tìm đến đặt mua hoa giấy nhúng bởi Thủy Trang. Có thể là...